Em đồng ý làm trợ thủ của anh chứ? Henry Hart sẽ trở thành một trợ thủ bí mật của siêu anh hùng. Quá tuyệt! Cái chuyện này phải giữ bí mật hay mực tùy tiện kệ á. Bí mật sẽ được bật mí. Đừng có để ý tới mấy câu nói đó nha. Hàng triệu khán giả đã yêu thích cậu nhóc này trong bộ phim điện ảnh trước đó. Nhìn túc đó. Siêu anh hùng Henry lúc 17:30 hàng ngày. La 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 la. Không có nghe gì hết nha. Độc quyền trên YouTube. La 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 la.